hồng trên ngực trái tập 15. Thái lật mặt không muốn bỏ vợ, cha nổi điên khi bị Thái cãi lời. Thưa quý vị và các bạn, ngày nhận quả báo của tiểu tam trà có lẽ sắp đến rồi chăng, khi Thái không còn con cún nghe lời cô như trước nữa. Hoa hồng trên ngực trái ngày càng hấp dẫn khán giả truyền hình với các tình tiết bất ngờ, số phận của các nhân vật đảo chiều. Từ một người vợ nhu nhược, Khuê đang dần lấy lại tiếng nói trong gia đình. Đặc biệt, sau khi chồng công khai gian díu với nhân tình, Khuê không còn chấp nhận làm ô xin để Thái mặc sức xỉ vả và coi thường. Các tình tiết liên tục bị bẻ lái, từ nhân tình được Thái hết sức o bế nuông chiều, sự sống chết của trà bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Thái. Chứng kiến người đàn ông mình dụ dỗ và tin rằng đã bị mình thu phục giờ quẻ bất ngờ, trà không còn chấp nhận đóng vai cô nàng yếu đuối và đáng thương nữa. Trong trailer tập 15, khi bị Thái lật mặt từ chối ly hôn vợ và cố tình trì hoãn kéo dài thời gian, trà nổi điên nhưng vẫn cố kiềm chế để đẩy người đàn ông này vào thế bí. Bây giờ cứ chịu khó thế này rồi một thời gian nữa anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con. Câu nói này khá quen thuộc bởi Thái đã từng sử dụng với Khuê. Nhưng với trà, chiêu bài này của Thái không khả dụng. Chứng kiến Thái chần chừ không muốn ly hôn vợ, cha nổi giận. Đó là tất cả những lời biện minh vừa đủ tình, vừa có lý của cánh đàn ông không từ bỏ được gia đình vẫn muốn ăn vụng. Cha khẳng định, đã từng tiếp xúc với nhiều vụ ly hôn rồi, có vụ ly hôn nào vì ngoại tình mà không như thế này cơ chứ. Ngay lập tức trà được Thái đáp trả. Cái anh cần là thời gian để sắp xếp phương án hợp tình hợp lý cho tất cả mọi người. Không ngờ bị Thái cãi lời vào phút cuối, trà tuyên bố. Anh đừng nói như thế, anh nói thế khác nào người ta nhìn em, lại nghĩ em giục anh bỏ vợ. Có vẻ như ngày tận thế của tiểu tam này đang đến gần khi không chỉ bị Thái cãi lời. Trong một số hình ảnh hậu trường còn cho thấy cô sẽ bị người đàn ông này tát sấp mặt trong phân cảnh sắp đến. Trà bất bại trong cuộc chiến với chính thất, nhưng ngày tàn của tiểu tam cũng sắp đến rồi. Xem hoa hồng trên ngực trái mà chỉ muốn thốt lên, mệt rồi thì đừng đấu nữa chị Khuê, chị cứ kiếm tiền nuôi con cho tốt, ngay tiểu tam bị nghiệp quật cũng sắp đến rồi. Bị giật điện thoại một lần là lỗi của Khuê, nhưng bị giật đến lần thứ hai thì là lỗi của biên kịch rồi. Xem hoa hồng trên ngực trái ai cũng ấm ức vì hai lần Khuê định bóc phốt tiểu tam thì đều bị phe cả hai. Mà tức ở chỗ Khuê bị tiểu tam giật điện thoại đến hai lần, ngoài đời chẳng có người vợ nào đần đến mức đó cả. Chỉ vì bốc phốt hụt mà Khuê bị mang tiếng là ăn hại. Nhưng khoan, bạn có để ý là từ đầu phim đến giờ Khuê chưa bao giờ thắng lần nào không? Tất cả những gì Khuê làm, Khuê nói đều bị trà tiểu tam phản đền cực gắt. Đơn giản vì Khuê là người tử tế, còn trà là tiểu tam trêu chẽn thủ đoạn. Người đàng hoàng thì không giật chồng người khác, cũng không nói những câu tự hạ thấp mình như cái quần đó là cái quần chồng chị thích nhất đấy, hay chắc chị em phải chia ngày ra để phục vụ anh ấy. Tiểu tam còn hung hăng táo tợn đến mức dám giật phăng điện thoại xóa dấu vết. Xem nhiều phim nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta được thấy những thứ gọi là hào quang nữ phụ. Không ai có thể thắng được trà bởi tiểu tam đã được búp 200% sức mạnh và skin chiến đấu. Điều quan trọng là trà không bao giờ đi cà khịa một mình. Trà có hội hẳn hoi. Hên cho trà là trà đang sống trong phim, chứ thả ra ngoài kia các mẹ bỉm sữa lại không gọi hội xé xác trà ra mới lạ. Ngày tàn của tiểu tam sắp đến, cuộc chiến không cân sức giữa Khuê và trà khiến người xem thấy ấm ức. Vợ gì đâu mà yếu đuối quá vậy, thua tiểu tam hoài. Nhưng có lẽ những ngày tháng làm loạn của trà không còn kéo dài bao lâu, đứa con máu mủ ruột già mà trà coi như một quân cờ trong cuộc chiến, xui xẻo thay lại là bé gái. Thêm combo ăn ốc đổ vỏ nữa thì trà coi như ăn đủ với Thái rồi. Bên cạnh đó, trà còn đơn phương độc mã trong cuộc chiến này, không biết chọn phe Thái hay tiếp tục làm quân cờ của bà Dung. Ban đầu, trà chỉ là lính đánh thuê cho bà Dung, nhưng chính sự cố ngoài kế hoạch là mang thai thật đã khiến trà đi chật ra khỏi quỹ đạo. Bà Dung cũng bắt đầu nghi ngờ trà và cho người theo dõi. Vì đứa con trong bụng, trà cũng đánh liều với tham vọng trở thành vợ giám đốc, có chỗ để nương tựa. Không còn bà Dung chống lưng, lại bị Thái quay lưng khi sự thật bị phanh phui, liệu trà sẽ làm thế nào để sống sót? Trà hiến thân cho trợ lý của Thái để bịt miệng chuyện mang bầu con gái. Từng là một cô gái xuồng xã ăn chơi chắc táng đến mức suýt đi tù. Việc trà quyết định dâng hiến thân xác cho Hùng trợ lý của Thái để bịt miệng chuyện mang bầu con gái hoàn toàn có thể xảy ra. Tập 14 Hoa hồng trên ngực trái chính thức khép lại
Dân cảnh cuối cùng khi Hùng, trợ lý của Thái, sốt sắng hỏi chủ nhân về chuyện cô Trà có bầu, thì Thái gạt phắt đi, dẹp ngay cái tin đồn ấy cho tôi. Trước thái độ gắt gỏng của sếp, Hùng vẫn ngoan cố hỏi thêm một câu. Anh biết là trai hay gái chưa ạ? Nghe đến đây, Thái phải giận dữ thốt lên, bớt lo chuyện bao đồng đi. Điều gì khiến Hùng đứng ngồi không yên và hỏi dồn Thái nhiều câu hỏi như vậy? Câu trả lời được giải đáp ngay sau đó. Hùng tình cờ nghe thấy Trà nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh. Tại đây, Trà vô tình tiết lộ về giới tính thai nhi đang mang thêm một đứa đái ngồi. Dù Trà cố gắng nói thật khẽ nhưng Hùng vẫn nghe thấy toàn bộ. Điều đáng nói, khi Hùng có thái độ quan tâm đến mối quan hệ của Trà và sếp, thì sếp lại gạt phắt đi. Không như Khuê, Hùng là người chứng kiến từ đầu sự gặp gỡ của Thái và Tiểu Tam và những chuyển biến tình cảm của hai người qua từng ngày giáp mặt ở công ty. Ngay từ lần đầu tiên gặp Trà Tiểu Tam, Hùng cũng nhìn Trà từ đầu xuống dưới, không chớp mắt. Tuy nhiên Hùng là người khá hiểu chuyện và trung thành, người mà sếp thích thì hiển nhiên sẽ không ngó ngàng tới. Một giả thiết được nhiều khán giả xem phim đặt ra là việc Trà đối phó với Hùng sau khi biết người đàn ông này biết mình mang bầu con gái. Sợ âm mưu bại lộ, Trà đã bịt miệng Hùng bằng cách hiến thân xác cho anh. Ngược về quá khứ, Trà và Giang, con trai thầy Bói Thông, là cặp đôi trẻ, ăn chơi khét tiếng. Khi ở bên cạnh Thái ân ái với Thái, Tiểu Tam vẫn chung chạ qua lại với tình cũ như thời còn nồng nàn. Dù trước đó Trà khẳng định chắc như đinh đóng cột với bà Dung rằng không còn bất cứ quan hệ nào với Giang. Từ đây có thể thấy Trà là cô gái suồng dã, khó làm chủ bản thân trước những cuộc vui thể xác. Thế nên việc Trà bịt miệng Hùng bằng cách làm nhân tình và lên giường với người đàn ông này là điều có thể xảy ra. Những diễn biến gay cấn của hoa hồng trên ngực trái đang được bạn xem truyền hình cả nước ngóng chờ. Biết mình đang mang thai con gái, Trà sẽ làm cách nào để danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà Thái, trở thành vợ chính thức của Thái? Chúng ta hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ phim. Ở một diễn biến khác trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái tập 14, Thái lại giống Vũ của Về Nhà Đi Con, bỏ mặc sinh nhật vợ để chạy đến chăm sóc bồ. Dắp tâm phá hoại cho bằng được hạnh phúc gia đình nhà người ta, Trà lại bày mưu hèn kế bẩn khiến Thái bỏ sinh nhật vợ vào phút chót. Tập 14 bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái mở đầu với phân cảnh bé Bóng gọi điện cho bố Thái, nhắc nhở mua quà sinh nhật cho mẹ. Lúc này, Trà ở bên cạnh đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện và chuẩn bị giở trò hèn hạ phá vỡ sinh nhật của Khuê. Ban đầu, bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, mẹ Khuê có quà, bánh, rượu và đầy đủ thành viên trong gia đình bên cạnh. Thế nhưng, chỉ một lát sau khi Thái nhận được tin nhắn từ Trà, anh bỗng đứng phắt dậy, rời khỏi nhà với lý do việc gấp ở công trường. Bỏ mặc vợ con, đến bên tình nhân chăm bẵm pha sữa cho cô ta uống mà không hay biết rằng mình đang bị rắt mũi. Điều này khiến khán giả liên tưởng ngay đến màn ngoại tình của Vũ với Nhã trong Về Nhà Đi Con. Vũ cũng từng bỏ mặc Thư vào ngày sinh nhật, khiến cho Thư đau khổ đến nhường nào. Trong chuyện này, không chỉ hai cô vợ Thư và Khuê cảm thấy buồn tủi, mà phận làm cha mẹ như ông Sơn và bà Hồng cũng đau đớn và day dứt không kém cạnh. Thường ngày trăng hoa bên ngoài đã đành, nay đến sinh nhật vợ mà hai ông tướng cũng chẳng vuốt mặt nể mũi bậc phụ huynh được một lần. Chúng ta hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái lên sóng vào lúc 21h40 thứ tư, thứ năm hàng tuần trên VTV3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
quý vị hãy bấm đăng ký kênh Tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.